180 phút thi đấu trong vòng 19 tháng, đó là con số vô cùng bình thường với một thủ môn dự bị. Nhưng với Vân Lâm, đó là sự thất bại vô cùng to lớn. Khi J-League sẽ là bước đệm tốt để trở lại với châu Âu của Lâm Tây, nay đã phải dừng lại. Được khoác áo số 1 tại Cerezo Osaka không đồng nghĩa với việc thủ môn Việt Kiều này sẽ là chốt chặn trong khung gỗ, mà vị trí đó phải là của thủ môn người Hàn Quốc Kim Jin-hyun. Là người Hàn Quốc, tuy nhiên có vẻ thủ thành 35 tuổi này thích cuộc sống ở xứ hoa anh đào hơn. Cụ thể, Kim Jin-hyun đầu quân cho Cerezo Osaka từ đầu năm 2009. Và kể từ đó, khung gỗ của Cerezo Osaka là của thủ môn người Hàn Quốc. Trong 13 năm chinh chiến cùng với đội bóng áo hồng, Kim Jin-hyun đã có tới 547 trận đấu, thủng lưới 625 bàn và có đến 172 trận giữ sạch lưới. Chủ yếu, các bản hợp đồng là thủ môn đến với Cerezo Osaka cũng chỉ là sự lựa chọn số 2. Vì thế, Đặng Văn Lâm của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Được đội bóng cũ của Takumi Minamino chiêu mộ từ Muang Thong United, Lâm Tây được kỳ vọng sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu thành công tại nước ngoài. Tuy nhiên, khó khăn đầu tiên mà Văn Lâm trải qua đó là rào cản ngôn ngữ. Khi được phóng viên hỏi về những khó khăn khi đến Nhật Bản, Văn Lâm chia sẻ: "Khó khăn của tôi tại Cerezo Osaka là rào cản ngôn ngữ. Tôi không nói được nhiều tiếng Nhật, còn cầu thủ Nhật cũng ít người biết tiếng Anh. Có thể khi giao tiếp trên sân, các cầu thủ Nhật biết một số thuật ngữ bằng tiếng Anh, nhưng khi ở ngoài cuộc sống thì khó lắm. Tôi thường phải nhờ phiên dịch để giúp trao đổi với cầu thủ Nhật Bản." Nhưng đó vẫn chưa là gì với nỗi sợ nhất của những cầu thủ, đó là chấn thương. Ngày 20 tháng 9, câu lạc bộ Cerezo Osaka thông báo thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tháng vì chấn thương vai trong lúc luyện tập ngày 13 tháng 9 năm 2021. Chấn thương đó cũng cướp đi cơ hội không thể tham dự các trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trong năm 2021, gặp Trung Quốc vào 7 tháng 10, Oman 12 tháng 10, Nhật Bản 11 tháng 11 và Saudi Arabia 16 tháng 11. Khi đã không được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi về để tập trung cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 do mới bình phục sau Covid-19, Văn Lâm lại tiếp tục lỡ hẹn với vòng loại thứ 3 vì chấn thương. Có thể nói phong độ trong gần 2 năm nay của thủ thành sinh năm 93 chắc chắn là có sự sụt giảm nghiêm trọng. Hai trận đấu mà Lâm Tây bắt chính cho Cerezo Osaka là những trận đấu không quá căng, khi đội chủ sân Yamanagai chỉ phải gặp đội bóng hạng 3 là Gaina Tottori ở vòng 2 Cúp Hoàng đế và Quảng Châu tại vòng bảng AFC Champions League. Với thời lượng ra sân quá ít ỏi, cứ tập chay mãi thì làm sao cải thiện được phong độ, phải tìm nơi nào đó để chơi bóng thôi. Về Việt Nam là nơi khả dĩ nhất của Đặng Văn Lâm, khi mà V-League cũng đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Vào sáng ngày 16 tháng 8, không có gì bất ngờ khi PSG Việt Nam, Top Lane Bình Định đã chính thức có được chữ ký của thủ thành Đặng Văn Lâm. Trước đó 2 ngày, Lâm Tây cùng người đại diện Andre Gutsin đã bay về Việt Nam để thăm gia đình và chuẩn bị đầu quân cho một đội bóng của V-League. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của đội bóng đất võ cũng không hề ngần ngại chia sẻ về việc họ đang đàm phán với thủ thành sinh năm 93 này. Bản hợp đồng của Đặng Văn Lâm với Bình Định lên đến 3,5 năm, tức là hết năm 2025. Giá trị của bản hợp đồng này không được tiết lộ. Tuy nhiên, một số báo trong nước đã cho rằng con số đó sẽ không thấp hơn mức lương mà Văn Lâm đã nhận tại Muang Thong United, khoảng 390 triệu đồng. Văn Lâm hoàn toàn có thể bắt chính ngay trong tuần này gặp Đông Á Thanh Hóa trên sân Quy Nhơn. Khi mắt xích yếu nhất đã được giải quyết, Top Lane Bình Định đang hướng đến những sự khát khao hơn trong mùa giải này. Chiến thắng kịch tính trước Thành phố Hồ Chí Minh ở tuần trước đã giúp đội bóng đất võ vươn lên vị trí thứ 5 với 17 điểm và kém vị trí thứ 2 của Sao Long Nghệ An đúng một chiến thắng. Nhìn cái cách ăn mừng điên cuồng của huấn luyện viên nổi tiếng với sự điềm đạm Nguyễn Đức Thắng cho thấy áp lực khủng khiếp mà chiến lược gia này phải gánh trong suốt thời gian qua. Có Văn Lâm trong khung gỗ, huấn luyện viên Đức Thắng sẽ bớt một phần lo lắng khi Bình Định đang trải qua cơn bão chấn thương ở hàng phòng ngự. Đình Trọng vẫn trận đá trận nghỉ và rất hay dính chấn thương vặt. Còn Andreno Smith gặp phải vấn đề tương tự trong trận thua 0-1 trên sân nhà trước Hà Nội FC. Việc mua hụt Philip Nguyễn rồi mới chuyển hướng sang Văn Lâm là vấn đề không còn quá quan trọng vào lúc này, vì Bình Định đang sở hữu thủ thành số 1 của bóng đá Việt Nam. Văn Lâm muốn thi đấu để có suất tham dự AFF Cup cuối năm, hay xa hơn là vòng loại World Cup 2026. Vì thế đây đích thực là bản hợp đồng bom tấn của thị trường chủ nhật V-League năm nay. Bạn đánh giá thế nào về bản hợp đồng này? Liệu sẽ là bước lùi hay là sự lựa chọn khôn ngoan của Văn Lâm? Hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors
để đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều